À nhá. Sao Dũng về dữ vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Để tôi lượm lại. Thôi, thôi đi. Vậy cô có sao không? Trúng đào muốn chết đây nè. Nó không sao. Vậy thôi để tôi vô gặp bà chủ nói cho người ra chăm sóc cho cô nha. Khỏi, không cần đâu. Để đó đi. Bỏ xuống. Cái này là anh gây ra đó. Chỉ cần làm theo công việc cho tôi là được rồi. Có lý. Vậy cô cần tôi làm gì? Tâm không vậy? Nghĩ sao trong cơm có cơm với con cá khô không vậy? Sao ăn? Có ăn là mai rồi. À, mà đại thiếu gia ăn như vậy cho nó lạ miệng mới ngon cơm, không phải sao? Thiếu gia là gì tôi không biết, nhưng mà có làm thì phải có thưởng chứ. Nè, tôi chỉ nhịn cô lần này thôi nha. Lần sau đừng có hồng. Lần sau phải cho ăn đàng hoàng, biết chưa? Làm gì vậy? Làm gì nhìn ăn cơm dữ vậy? Ủa, anh không bị gì hả? Bị gì là bị gì? Rõ ràng mình nhét vô một con cá mấy hột tiêu mà. Sao hắn lại ăn ngon lành mà không bị gì hết vậy? Chẳng lẽ cái cú té xuống núi của hắn đã chấn động thay đổi toàn bộ con người hắn hay sao? Dù ta đã nắm tay nhau thật chặt mà vẫn là quên.